Hôm nay các bạn nhỏ cùng chị Ông Vàng và hai bạn Tích, Mick đã có một chuyến thám hiểm và đem về những kiến thức vô cùng bổ ích. Thế giới tự nhiên thật kỳ thú phải không nào? Bây giờ chị Ông Vàng sẽ cho các bé biết câu hỏi từng này như sau. Vì sao chim cánh cụt có thể sống ở Nam Cực là nơi có khí hậu rất lạnh? Đáp án A, vì nó có lớp mỡ rất dày. Đáp án B, vì cánh của nó bị cụt. 10 phần quà thú vị đang chờ đón các bé. Nhanh tay gửi đáp án về cho chương trình nhé. Chương trình 10 vạn câu hỏi vì sao đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại mọi người trong chương trình lần sau.